Nhật ký miền quê xin mến chào các cô chú anh chị nha. Chào cả nhà nha. Nay mình với sư phụ cùng đi rút chân cò nha cả nhà. Đó mày nha, tao không có đi à. Ủa phụ đi hả? Tao hỏi cái tao đi vậy tao. Rồi vậy thôi, vậy có em đây có cây móc rồi, chắc mình đi rút luôn cả nhà ơi. Vậy là nay sư phụ là để cho đệ tử là đi kiếm mồi nhậu thấy mới lộn kiếm mồi ăn rồi cả nhà ơi. Cái này là chỗ bắt thì là chỗ này đi tao tèo hả mày? Vô để cho đệ tử có thịt nhiều là ra thịt đó, còn sư phụ thì ốm thôi. Rồi này đi lấy ụ luôn. Ôi lạnh. À, đi lấy ụ ở đâu? Qua anh kia hả? Ở qua vậy đó lấy ụ. Thành đi lấy bầu lục bình về, cái này không có ấy cả nhà, không có ba dây leo đó, ở giữa láng nên lấy lục bình làm đỡ. Cái này để sư phụ đại đệ tử quá à ta. Cỡ nào cũng phải ở trên phải không? Kêu đem xuống rồi kiếm con lát là gu ti cái gì à. Cái không. Giờ mình có cái mồi gì cái mình làm hồi nãy. Chứ biết được đâu có hứa. Không hứa được không? Ừ. Biết có làm được không hứa. Làm dụng cụ với sư phụ. Cụ này sao làm? Lục bình này khó làm ụ lắm nè. Đi mò xem nữa không? Lấy đi. Chào cây gậy cái ban cho đệ tử hả? Này núp đỡ rồi. Ờ. Có lục bình cái mà cầm cho xem. Ừ, đi đặng kiếm lục bình thêm. Đi rồi cả nhà ơi. Em kiếm thêm lục bình cũng được, này không đủ rồi, lú cái đầu lên nè. Đâu? Anh Hồng anh chỉ nó về đó. Lát đệ tử Thành đi lại kia rút đặng. Rồi sống cả nhà ơi. Gió bắc. Cái này ra như ngoài biển vậy. Không biết đệ tử Thành làm sao nữa, giờ cái uống nước bằng lỗ mũi với bằng miệng chắc đã luôn rồi. Giặt. Quá giặt. Lại trải nghiệm con cò đen kìa. Quá giặt rồi. Nhắm ngay con đó rồi đó nha. Thành được anh Hùng chỉ hết bữa gì đó mà làm thấy cũng im im lắm. Bữa hổm cũng lụm được con vậy đó. Bữa nay xiên xiên đi nữa. Đây hai đang con này. Con này. Rồi. Đệ tử này làm cái bộ không hay à, chưa cho bay cái nhà chưa tới nữa. Bay luôn rồi nè qua đây. Bay qua đậu bên này. Đậu không hay luôn. Còn lại đây anh em nè, ở đây. Cái chiều yên một chỗ của anh Hùng đây nha cả nhà. Chuyên nghề là cho anh Thành đó, bởi vì anh lại gần tới đứng yên chỗ đó chờ cơ hội á. Con này hơi cao, không biết kỹ thuật này hơi khó ha, không biết Thành làm nổi không nè. Ngoái ngoái qua nhìn nè kìa. Ây da, quá sống rồi lắc ơi.
cái ụ nhấp nhô lia lịa vậy, uống nước ọc ọc luôn. Quá cỡ cái ụ nhấp nhách đi ra nhờ. Cái này mệt đệ tử dữ rồi. Nãy hai con bãi hết con, giờ còn con nè. Con này hơi dạng ha, con này hơi dạng mà nước hơi cao. Đây con kia nó bay lại kìa, bay lại bay đi nữa rồi. Lâu dữ thiệt, không biết thành công hay không nữa. Chưa thấy đưa cái cụ móc lên. Gió nhiều và sóng quánh vô cái lườn vỏ ngạch ạch. Đấy, cái màn ảnh nó giật quá sao giật. Lụm cái em trai rồi bay đi luôn. Rồi nó qua đây cả nhà ơi. Thành bây giờ đi qua cái con trắng bên đây nè cả nhà. Đó, gần tới rồi. Hồi hộp nó chuông cái đít nó càng nhịp càng nhịp kìa. Con này chắc cũng dễ ha. Do sóng nó quánh nhiều đó. Cà giật vậy đó. Mình cầm cái máy mình cũng giật giật theo luôn. Dính rồi. Hay quá, Thành này hay quá. Thấy màn bé Thành này cả nhà ơi. Rồi, nói gót sư phụ được rồi. Kìa, thành ra kìa. Hay quá. Cách nãy làm cái ụ ấy đó cả nhà, làm cái ụ bằng lục bình không nên thân, rồi bắt đầu mới đổi lại là cái ụ ụ dây leo. Mà ụ dây leo này là của anh Hùng á, ảnh chỉ là từ đầu á. Mà anh Hùng cũng ưa sử dụng bằng cái ụ dây leo đó. Làm ụ dây leo là chuẩn ha. Mình nói nhìn là dễ dính, là bị nó gà nhịp bật đó, rồi nó ít quan sát mình. Còn trên này thì cho cả nhà xem nè, cái cây gáo huyền thoại mà mình đã ghi hình nhiều lần rồi. À, đây nè, đây có ha. À, cái này đậu rút. Quá gió giật kìa cả nhà, thông cảm. Có mồi nhậu rồi. Ủa, có mồi ăn rồi. Biết nhậu không? Đòi nhậu hoài vô đây. Đâu có làm cũng được nửa ly chứ bộ. Nhiều dữ vậy đó hả? Hay quá. Đệ tử vô tới rồi. Nào nhậu không nè, nhỏ không? Nước cái mồi kéo à. Vậy là chè ngày được rồi ha, thành công rồi. Thả đi.
Ê, mà anh làm sư phụ, anh làm sư phụ anh thành công rồi đó, anh chờ ngày cho đều hứa thành công rồi đó. Nếu thành công rồi chưa trả tiền học phí. Đòi tiền học phí quyết liệt hả? Thôi với mùi chú bắt này cút chân còn rất là khó, khó dữ dằn lắm. Để làm được vậy được vậy là mừng nhớ rồi. Quá gió rồi, uống nước chết vậy. No, no. Ba chị ngồi uống nước lên cho mày mà. Nhỏ rồi nhỏ sao uống nước xanh mặt chơi kìa. Coi mát không? Lạnh xanh mặt luôn á chú. Tao ngồi trên bờ tao còn lạnh chi mày. Khô luôn rồi. Giờ khô rồi ấy luôn rồi. Quá đã chứ mọi người. Cảm giác sướng sướng sao á. Đưa lên cây nó quạt 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 gì nè, gió quạt gì nè. Nó nhẹp lắc lắc không? Nhẹp lắc lắc cái cục móc không? Lắc lắc gì đâu nhắm đâu, giật lại luôn sao dính. À. Đưa cho sư phụ về cầm. Đưa sư phụ. Không mặt hơn. Ai ai ai. Mày. Mình đã thành công rồi. Mình thành công rồi cả nhà ơi. Chèn ngày cho đệ tử được rồi. Ê, con này mập ghê không cưng. Rồi đem về nuôi luôn đi. Vì nuôi chứ. Chứ dễ à. Rồi. Rồi chào cả nhà Thành ơi. Công rồi cả nhà. Giờ xin kết thúc video ở đây ngay cả nhà ơi. Mình thả. Bye cả nhà. Để về nuôi xuống ơi. Về nuôi.